Xin chào tất cả mọi người, mình là Việt Hà Bắc Sơn. Hiện tại mình đang là giám đốc kinh doanh của công ty tinh dầu gia truyền Dạ Thảo Liên. Và ngày hôm nay mình xin phép được chia sẻ với tất cả mọi người về căn bệnh hôi chân. Rất là nhiều anh chị em đã gọi điện cho Việt Hà Bắc Sơn và hỏi về những cái cách để trị hôi chân. Thì ngày hôm nay Việt Hà Bắc Sơn xin phép được tiết lộ về cái nguyên nhân dẫn đến bệnh hôi chân để cho mọi người được biết cụ thể đã. Chúng ta tìm được nguyên nhân, chúng ta biết được những biểu hiện của nó và chúng ta sẽ tìm ra được cách giải quyết với cái căn bệnh này nhé. Đầu tiên thì căn bệnh hôi chân phải nói đến là cái bàn chân của chúng ta. Cái bàn chân của chúng ta có tới 2.500 tuyến mồ hôi. Và nó là nơi tiết mồ hôi nhiều hơn các bộ phận khác trên cơ thể của chúng ta. Hôi chân đó là do tuyến mồ hôi tiết quá nhiều, sau đó thì là tạo ra cái môi trường cho vi khuẩn phát triển. Hơn thế nữa, những người mà thường xuyên đi giày hoặc đi tất ý, thì sẽ có tỷ lệ bị hôi chân nhiều hơn. Vì sao? Vì trong cái quá trình đi giày đi tất ý, thì chúng ta tạo ra cái môi trường ẩm ướt, làm cho cái vi khuẩn gây hôi chân nó có điều kiện để lên men và sau đó tạo ra một cái mùi mà chúng ta thường gọi là mùi hôi chân, mùi thối chân đấy ạ. Và cái nguyên nhân nữa để dẫn tới hôi chân đó là do chúng ta bị lấm chân cũng dẫn tới bị hôi chân. Nguyên nhân tiếp theo nữa đó là do lưu thông máu ở vùng lòng bàn chân kém dẫn tới căn bệnh hôi chân. Và nguyên nhân số 4 trong cái chuỗi những nguyên nhân gây ra hôi chân đó là chúng ta đi giày hoặc dép hoặc tất của người khác đi chung với những người đang bị hôi chân. Chính vậy chúng ta sẽ bị lây qua cái đường đó là đường da. Vì sao? Vì nghe là vi khuẩn đúng không ạ? Vi khuẩn nó sẽ từ dép của người này sang chân người kia và nó sẽ tạo ra cái mùi hôi chân. Đó chính là những cái nguyên nhân gây ra mùi hôi chân. Vậy thì biết được nguyên nhân rồi thì giải quyết nó sẽ rất là đơn giản. Và cái biểu hiện của mùi hôi chân sẽ là chúng ta ngửi thấy cái mùi hôi chân rất khó chịu khi mà chúng ta bỏ giày bỏ tất ra hoặc là khi chúng ta đi dép. Nhưng rất là nhiều người lại có một cái trường hợp như này, đó là ngửi mùi hôi chân của mình quá quen rồi dẫn tới không nhận ra là mình bị hôi chân, nhưng những người xung quanh thì rất khó chịu với các bạn đấy và khiến cho các bạn là bị mọi người xa lánh, hoặc là đôi khi là khiến cho mọi người cứ cười tủm ở đằng sau lưng mình mà mình cũng không biết tại sao. Thì đó là do cái mùi cơ thể của chúng ta mang lại. Và cái mùi lặng nhất đó là mùi hôi chân. Vậy thì giải quyết cái mùi hôi chân này như thế nào? Các bạn có rất là nhiều cách giải quyết. Các bạn có thể là ngâm nước muối để giảm bớt mùi hôi chân, ngâm cái nước lá trà xanh cũng giúp giảm bớt mùi hôi chân, và ngâm nước gừng cũng giúp giảm bớt mùi hôi chân. Còn những bạn nào mà muốn khỏi hôi chân dứt điểm và không mất công cầu kỳ đun nấu thì các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm này. Đây là sản phẩm bột hôi chân của Dạ Thảo Liên, được chiết xuất từ bột bạch phàn, bột khổ sâm, bột ngũ bội tử, bột hoàng bá và bột otakot. Các cái loại bột này đều là bột thảo dược thiên nhiên và có công dụng đó là trị hôi chân và trị dứt điểm bệnh hôi chân luôn. Các bạn hiểu là cái cơ chế của nó đó là vi sinh vật ở vùng chân gặp môi trường thuận lợi lên men và tạo ra mùi hôi chân hoặc là bị lấm chân, thì cái sản phẩm này nó sẽ diệt được cái lấm ở vùng chân và diệt vi sinh vật đang ký sinh ở vùng chân và dưới da của chúng ta. Và tiếp theo đó là nó sẽ giúp cho lưu thông khí huyết mạch máu ở vùng chân, chính vì vậy nó sẽ trị được dứt điểm hôi chân. Với những bạn nào bị hôi chân vừa và nhẹ thì một nọ là trị dứt điểm rồi, còn bạn nào bị hôi chân quá nặng thì dùng cho mình hai nọ, một nọ là 150.000 đấy. Sử dụng rất là dễ và rất là đơn giản như sau: các bạn rửa sạch chân, sau đó là các bạn lau khô đi, lấy một ít bột này ra rắc lên chân và xoa tầm 2 phút từ kẽ chân cho đến gót chân, xoa thật kỹ để bột sẽ dính hết vào vùng chân của các bạn để loại bỏ được cái vi khuẩn và sẽ làm cho chân khô ráo, không còn cái chỗ để cho vi khuẩn có thể lên men và tạo ra cái mùi khó chịu. Thứ hai, bạn rắc một ít bột vào tất và đi vào chân, nó sẽ giúp cho các bạn là diệt cả vi khuẩn và lấm ở vùng tất chân. Thứ ba đó là các bạn làm như vậy cho Hà liên tục trong vòng 7 đến 14 ngày liên tiếp là một liệu trình sẽ trị khỏi hôi chân cho các bạn. Trong quá trình điều trị thì các bạn chú ý cho Hà rằng đó là không đi chung tất hoặc là giày với người khác. Thứ hai đó là để chân trong tình trạng khô ráo nhất có thể, hoặc là nếu đi đâu về thì cũng chịu khó là chúng ta sẽ tráng rửa qua chân để giúp cho chân luôn luôn khô thoáng sạch sẽ. Và thứ tư đó là nếu như giày của chúng ta đã quá cũ rồi thì chúng ta nên thay đi. Nếu như giày mới thì chúng ta sẽ giày mới và tất mới thì chúng ta sẽ ngâm xà phòng trước khi giặt để loại bỏ sạch cả vi khuẩn ở trong vùng tất nữa. Khi các bạn làm đầy đủ những cái điều kiện trên thì 100%
là các bạn sẽ khỏi hoàn toàn hôi chân. Và mình đang có một cái chương trình khuyến mại đặc biệt. Khi mua lọ bột đặc trị hôi chân này thì mình sẽ tặng cho các bạn một lọ xịt khử hôi. Xịt khử hôi này các bạn có thể dùng để xịt khử hôi miệng, xịt khử hôi lách, xịt khử hôi chân hoặc xịt khử hôi vào vùng kín. Các bạn chỉ cần xịt một xịt vào vùng các bạn muốn xịt là được. Cái dầu xịt này thì là được pha chế từ tinh dầu trầu không, tinh dầu hương nhu, tinh dầu bạc hà, tinh dầu xạ hương, tinh dầu quế và tinh dầu thiên niên kiện các bạn nhé. Hoàn toàn rất là an toàn và hiệu quả cao. Các bạn nào mà muốn đặt hàng thì liên hệ với Việt Hà Bắc Sơn qua số điện thoại 0963 146 392. Đây là số điện thoại duy nhất của Việt Hà Bắc Sơn và cũng là số Zalo. Các bạn có thể kết bạn với Hà qua Zalo 0963 146 392. Mình ship hàng trên toàn quốc. Ngoài ra mình còn có rất là nhiều sản phẩm về đặc trị sâu răng, sún răng, nhiệt miệng, chảy máu chân răng, hôi miệng, lấm lưỡi, viêm lưỡi bản đồ, rồi là các sản phẩm về viêm họng, viêm amidan, ho, xoang, rồi là các sản phẩm về hôi lách hôi chân, đau nhức xương khớp, các sản phẩm về trị viêm nhiễm phụ khoa. Nếu như bạn nào đang cần tư vấn thì hãy liên hệ với Việt Hà Bắc Sơn để được tư vấn. Bạn nào đang muốn nhập sỉ thì chỉ cần từ 5 sản phẩm là các bạn sẽ được nhập sỉ sản phẩm bên Việt Hà Bắc Sơn nhé. Xin chào mọi người.